đường truyền nhật tuần. Đây các bạn nhìn thấy một bàn rất là hoành tráng, ba đĩa thịt, hai đĩa xoài, đây là đĩa dưa, đây là xoài, thịt ba đĩa, đây là mắm và bánh nước ở đây là lấy theo đĩa, bánh nước ở đây lấy theo đĩa thì cũng một miếng là một đĩa và chúng mình sẽ ăn được này, chúng mình sẽ biết là ai là đứa ăn được nhất, ai là con lợn của nhau. Đây sau đây mình sẽ ăn. Đầu tiên là gặp đôi cái miếng bánh rất là lạ. Nhẹ tay thôi nhá. Nhẹ tay thôi vì nó rất là mỏng. Siêu mỏng. Ôi nó mỏng nhất. Chắc là gặp lại. Để mất quá vậy. Rồi. Sau đó cho thịt vào. Một miếng thịt, một miếng xoài. Sau đó cuộn lại. Bánh ướt ở đây khác là bánh ướt ở Sài Gòn nhỉ? Bánh ướt ở Sài Gòn là chỉ có mình cái miếng bột này thôi, còn chẳng có nhân. Ôi, cái phần hành của em nó lôi hết ra ngoài rồi. Có thể dùng tay hoặc dùng đũa nhưng chắc mình dùng tay cho tiện. Ngon đã lắm. Đi đường nào vào? Kêu đây à? Kêu vào. Đi nãy giờ. Tại đây. Con cũng ngủ. Anh nghĩ là nên làm lại lần nữa, sợ nãy giờ không nghe tiếng. Ồ, anh để xa lại. Thấy còn đi á? Còn cứ ngồi qua, cứ để qua.